Mày đến đây làm gì? Dạ, tiểu nhân phụng mệnh phò mã cửu đầu trùng của Long Vương Đầm Bích Ba đến đây đầu độc con bạch mã của các ngài. Khoan đã. Các người phải giữ chặt cửa trước, không được bỏ đi. Vâng. Lỡ có việc gì, phải báo ngay cho ta biết. Xin tuân lệnh. Có người đến đấy, mau. Tam thái tử đến đây có việc gì vậy? Hãy nhìn kiếm của ta đây. Ta đến để lấy lại Phật bảo các ngươi lấy cắp. Chỉ sợ ngươi không lấy được thôi. Ngươi chạy đi đâu? Tâu bệ hạ đã giải các hòa thượng tới pháp trường rồi. Truyền chỉ. Tâu bệ hạ, các nhà sư chùa Kim Quang đúng là bị oan. Xin bệ hạ. Ý chỉ của ta đã hạ, sao có thể rút lại được? Bệ hạ, hai đồ đệ của tôi đang truy tìm hai kẻ lấy cắp Phật bảo. Mong bệ hạ khai ân, tạm dừng hành hình để tránh giết người vô tội. Thôi được. Truyền lệnh hoãn nửa ngày theo ý của hòa thượng nhà Đường. Oh!
Hôm nay mi có chạy đằng trời. Người chạy đi đâu? Mất một cái đầu rồi. Ai đấy? Tam thái tử. Tam thái tử. Hóa ra là mi. Xin mời tam thái tử ngồi. Tam thái tử. Xin mời thái tử dùng trà. Mi còn muốn đầu độc ta nữa. Tất cả là do con quái vật chín đầu. Thiếp bị oan mà. Đừng có bẻ mép nữa. Con quái vật chín đầu đó đã bị trọng thương khi bỏ trốn rồi. Nếu mi biết tội thì mau trả lại Phật bảo ngay. Phật bảo? Đúng là thiếp đang giữ. Nếu thái tử muốn thì hai ta cùng hưởng báu vật này. Người nói thế nghĩa là thế nào? Chẳng phải thường xuyên ở bên thiếp sao? Chúng ta vốn là vợ chồng, bây giờ gặp lại nhau, chàng sẽ là phò mã ở Long Cung, chứ làm con bạch mã lẽo đẽo trên đường cho họ cưỡi thì còn ra gì nữa. Lời nói của công chúa ta nghe cũng thấy có lý lắm. Thái tử ơi, chàng thuận tình theo thiếp rồi chứ. Công chúa, thái tử, thiếp không ngờ lại có ngày tái ngộ này. Công chúa ơi, cho ta xem Phật bảo quý giá như thế nào. Đây này. Chàng xem đi.
Công chúa, hóa ra Phật bảo ở trên mình công chúa. Thái tử, của thiếp thì cũng là của chàng rồi. Xin đa tạ tấm lòng của nàng. Thái tử mang đi đâu vậy? Còn dâm phụ kia, ta làm sao quên được lòng dạ của mi? Cút đi. Thái tử, bệ hạ nhìn kia, đẹp quá. Để xem lần này quốc vương còn gì để nói nữa không. Bệ hạ, lão tôn đã tìm lại được Phật bảo. Lần này thì bệ hạ tin rồi chứ? Tôn trưởng lão đúng là vị Phật sống, hòa trường quá. Quả nhân đúng là có mắt không tròng, thật đáng hổ thẹn. Bệ hạ không nên như vậy. Con người không phải là thánh hiền, ai chẳng có lúc lầm lẫn. Tôn trưởng lão, tấm biển này nên đổi như thế nào? Tâu bệ hạ, hai chữ kim quang thật không hay. Chữ kim có nghĩa là lưu động, chữ quang là lấp lánh. Theo ta nên đổi lại là chùa Phục Long. Hay, hay lắm. A-di-đà Phật.